Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Cẩm Nang Số sẽ chia sẻ cho các bạn về cách làm mặt nạ trị mụn bằng bột quế và mật ong. Và hiện nay thì có rất nhiều chị em áp dụng phương pháp trị mụn bằng mặt nạ tự nhiên tại nhà. Và tuy nhiên thì với phương pháp trị mụn bằng bột quế và mật ong thì đã đem lại những hiệu quả rất là tốt và được nhiều chị em áp dụng. Với mặt nạ này thì sẽ giúp loại bỏ mụn một cách đáng kể trong một thời gian ngắn. Và để làm được mặt nạ trị mụn này thì các bạn cần chuẩn bị đó là mật ong, bột quế và sử dụng làm bát trộn. Và phương pháp thực hiện thì sau đây tôi sẽ thực hiện trộn mặt nạ. Đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng một muỗng cà phê mật ong. Sau đó là tôi sẽ sử dụng một muỗng cà phê bột quế. Một muỗng cà phê bột quế. Và các bạn lưu ý là trộn theo tỷ lệ 1:1. Sau đó các bạn sẽ dùng thìa và đảo đều hai nguyên liệu này sao cho hỗn hợp được sánh mịn và đồng nhất. Sau khi hỗn hợp đã được sánh mịn thì các bạn nên lưu ý là trước khi sử dụng mặt nạ này thì các bạn nên rửa mặt thật sạch để đảm bảo da chúng ta không còn vi khuẩn và da được thông thoáng nhất. Và sau khi da đã được rửa sạch thì chúng ta sẽ dùng cọ quét mặt nạ hoặc là dùng tay thoa nhẹ nhàng lên vùng da bị mụn. Và trong khi thoa thì các bạn nên kết hợp massage thật nhẹ nhàng để cho những dưỡng chất từ mật ong và bột quế này thẩm thấu vào vùng da, sẽ giúp cho da của chúng ta vừa mịn màng vừa trắng sáng, đồng thời cũng giảm thiểu sưng tấy do mụn. Và các bạn lưu ý là nên để cho mặt nạ này khoảng 20 phút, vì không nên để quá lâu sẽ không tốt cho da và gây kích ứng cho da. Như các bạn cũng đã biết thì mặt nạ từ bột quế và mật ong rất là tốt. Vì vậy nên các bạn hãy để cho mặt nạ này khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Đồng thời thì trong mật ong sẽ có những chất sẽ giúp dưỡng ẩm, kháng viêm và kháng khuẩn, đồng thời sẽ giảm thiểu độ sưng tấy và làm sạch da rất là rõ rệt. Còn trong bột quế thì bột quế có nhiều dưỡng chất sẽ giúp làm loại bỏ những tế bào da chết, đồng thời tăng khả năng lưu thông máu, kích thích sản sinh chất collagen, và đây là cái chất mà giúp da được tươi trẻ và khỏe mạnh. Vì vậy mà việc kết hợp giữa hai nguyên liệu từ bột quế và mật ong sẽ là một mặt nạ hoàn hảo và giúp da đẹp mịn màng, đồng thời cũng loại bỏ mụn một cách nhanh chóng. Một lưu ý nữa là các bạn nên để đạt được hiệu quả trị mụn cũng như là sáng da tốt nhất thì các bạn nên thực hiện đều đặn một tuần khoảng 2 lần loại mặt nạ này để là tốt nhất. Và nếu trường hợp mà da của các bạn mà bị mụn quá nhiều thì các bạn nên đi thăm khám bác sĩ da liễu để tìm được phương pháp trị mụn hiệu quả nhất. Trên đây Cẩm Nang Số cũng vừa chia sẻ cho các bạn về phương pháp trị mụn bằng bột quế và mật ong. Và tùy theo mỗi loại da thì các bạn có thể sử dụng những phương pháp trị mụn khác nhau để đạt hiệu quả tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!